Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Trong video trước thì Nhật đã giới thiệu với anh em bộ lọc rất là rẻ của toa E232. Trong video trước thì Nhật cũng đã nói với anh em là Nhật sẽ tiếp tục test về con này khi mà hát karaoke thì nó sẽ như thế nào. Và hôm nay thì Nhật sẽ test với âm đi karaoke của B&B trên model DAU5. Dòng này thì Nhật mới về đầu năm thôi anh em ạ, bán không rất là nhiều rồi và chỉ còn duy nhất một sản phẩm thôi nha anh em. Và Nhật cũng để lại cho anh em con này với giá rất là tốt, chỉ với 4.500.000 đồng, và một micro không dây và một bộ thu sóng bluetooth để mà anh em hát trực tiếp qua iPad. Và toàn bộ giá của những sản phẩm này thì Nhật cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Rồi bây giờ mời anh em cùng vào ngay bài test chất âm của bộ sản phẩm này luôn. Đây, Nhật hát với micro karaoke không dây của Bo cho anh em. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Khi mà hát karaoke thì phải nói hết sức là tuyệt vời, nhưng mà nó khi nó cho một cái giọng ca của Nhật thì nó sẽ tròn mà nó sẽ đều hơn nha anh em, âm bass nó sẽ ấm hơn và ít bị dội lại âm khi mà anh em hát karaoke. Đây là hiện tượng mà cũng thường xuyên xảy ra khi mà anh em hát karaoke. Nói chung thì bộ lọc này xử lý tín hiệu phải nói là khá là tốt nha anh em, với lại giá nó thì cũng quá là rẻ, không có điểm gì để chê ở một dòng sản phẩm như vậy. Rồi anh em thấy sao về toàn bộ sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.